lại thì nghĩ ngã mấy năm rồi. Nghe thì em biết thế này thì nghĩ ngã. Ở dưới này. Chị đau cái nào bên tay nào trước thì em làm bên tay thầy. Ok, trời đeo cái này đi. À, từ lúc anh chữa hồi thôi thì coi như cái vai chưa từng đau mà tay từ giờ không giờ bây giờ thấy bình thường rồi. Cái tay tôi thì nghiến ngã mấy năm rồi rồi. Tôi nghe chỉ nghe bên này thì nghe nó không rõ. Nhưng bây giờ cảm thấy cái anh nói gì tôi cũng nghe nghe được. Ngồi xuống đi lại rồi. Bây giờ thì ngồi dễ rồi. Rồi bây giờ chị mời chị đi ra đi nhé. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.